chúng ta chỉ nhớ chúng ta thực lại lần nữa nào. Rồi, 2, và bắt đầu vào câu lai đan. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. 2 và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quay, quay 1, quay 2, quay 3 và dừng lại là chúng ta đã học xong cái phần này rồi. Xin hỏi các bạn nào có thể chậm như thế nào?